Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Đưa giấy xác nhận vô sinh, ông Hưng khiến Long đầu bạc bẻ mặt tại công ty. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Mối hận thù của Long đầu bạc đối với ông Hưng đã rất lâu. Từ khi bước chân vào giới giang hồ, Long đầu bạc luôn có một mục tiêu duy nhất, đó là chiếm Hưng Thịnh và đánh bại ông Hưng. Thế nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ kế hoạch của mình lại diễn ra thuận lợi như vậy. Hai đứa cháu của ông, một người thì lúc nào cũng tranh giành quyền lực muốn kiếm chức chủ tịch tập đoàn, còn một người thì đang rối bời bởi chuyện tình yêu trai gái. Thật trời đã giúp Long đầu bạc phen này. Trước ngày vào Hưng Thịnh, trong đầu bạc đã đi đến mộ của mẹ mình. Lúc đầu bạc nói với bà Tú rằng cuối cùng anh đã trả thù được cho gia đình, trả thù được cho mẹ. Là trời có mắt đã giúp anh. Mẹ anh ở trên trời cao, ngày mai hãy chứng kiến cảnh anh vạch mặt nạ và cho ông Hưng bẻ mặt. Món nợ ngày xưa anh sẽ cho ông Hưng trả cả gốc lẫn lãi. Với những sai sót nghiêm trọng trong thời gian gần đây, ông Hưng muốn triệu tập một cuộc họp toàn công ty để tìm ra nguyên nhân, đưa ra quyết định xử phạt sau cùng. Đúng lúc này thì Long đầu bạc xuất hiện. Hắn ta nói với ông Khải Hưng không cần phải tìm đâu xa hết, vì chính hắn ta mới biết được người đứng đằng sau tất cả những chuyện này là ai. Nghe đến đây thì Vinh Phát cảm thấy rất bất ngờ. Anh ta không nghĩ là Long đầu bạc có thể tìm đến tận đây, và càng không biết là Long đầu bạc đến đây với mục đích gì. Nhưng không để cho Vinh Phát và mọi người phải đợi lâu, Long đầu bạc dõng dạc nói trước tất cả mọi người rằng khá khen cho hai đứa cháu của ông Khải Hưng. Một người thì vì chuyện tình cảm mà làm ăn tắc trách, một người thì vì muốn trục lợi cho bản thân mà không ngại bán đứng tình thân của mình. Vừa nói, Long đầu bạc vừa chỉ tay về phía Vinh Phát với ánh mắt đầy căm ghét. Vinh Phát cũng bất ngờ, không hiểu vì lý do gì mà Long đầu bạc lại trở bạn thành thù với mình như vậy. Phát hỏi, có phải đây là toàn bộ kế hoạch của Long đầu bạc hay không? Vậy rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Nhưng trước khi nói ra mục đích của mình, Long đầu bạc muốn nói cho mọi người biết về thân phận thật sự của hắn ta. Vừa nói, Long đầu bạc vừa bá vai ông Khải Hưng, sau đó hắn ta ngạo nghễ nhìn mọi người, và tuyên bố rằng mình chính là đứa con trai duy nhất của ông Khải Hưng. Hắn ta chính là Ngô Khải Long, đứa con mà ngày trước ông Khải Hưng đã đem tâm bỏ rơi, để nó phải có cuộc sống thiếu thốn không có cha bên cạnh. Thế nhưng điều Long đầu bạc không ngờ đến là ông Hưng còn cao tay hơn hắn ta rất nhiều. Khi Long đầu bạc nói rằng anh chính là con của ông Hưng, thì ông đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy. Nó khẳng định rằng ông Hưng không có khả năng có con, và mọi điều Long đầu bạc nói chỉ toàn là bịa đặt không có căn cứ. Quá tức tối với những gì ông Hưng nói, Long đầu bạc như muốn phát khóc. Anh ta không ngờ rằng ông Hưng lại cao tay đến thế, làm cho hắn bẻ mặt trước toàn công ty. Long đầu bạc hoang mang tột độ, không biết phải nói gì nữa. Hắn ta chỉ thẳng vào mặt ông Hưng và nói nhất định ông phải trả giá đắt vì những gì đã nói ngày hôm nay. Liệu rồi khi bị ông Hưng phá hoại như vậy thì Long đầu bạc sẽ phản ứng ra sao? Sự thật Long đầu bạc có phải là con út của ông Hưng? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.